Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Xem Gì Hôm Nay. Chế ảnh và những meme nổi tiếng thì đã trở nên vô cùng quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam. Dạo gần đây thì cư dân mạng lại thích thú hơn với việc chế những meme để lồng vào những video, gây ra sự hài hước, thích thú, hiệu quả gấp nhiều lần so với những bức ảnh chế thông thường. Cũng từ đó mà ra đời những video meme nổi tiếng cả thế giới và sử dụng hàng ngày, hàng giờ và gây được bao nhiêu tiếng cười cho tất cả mọi người. Bạn đã biết hết những meme này ra đời từ đâu hay chưa? Hãy cùng Xem Gì Hôm Nay tiếp tục khám phá phần 2, nguồn gốc của những meme nổi tiếng thế giới nhé! Nicolas Cage cười lớn. Có thể bạn đã bắt gặp nhiều lần cảnh meme hai người đàn ông nhìn nhau rồi họ gượng cười đến phá lên cười lớn, tới nỗi không thể kiểm soát được dù đã cố kiềm chế bản thân. Đoạn video này đã trở thành video để đời và được chèn vào hàng triệu video khác nhau trên mạng xã hội. Đằng sau những hành động ngớ ngẩn và khó hiểu, dùng 100% não bộ để nghĩ ra. Thế nhưng mấy ai chúng ta biết được đoạn meme này có nguồn gốc ra sao, có ý nghĩa như thế nào đúng không nào? Đây thật ra là một cảnh phim của diễn viên Nicolas Cage trong bộ phim Fair Orb, bộ phim xoay quanh một cảnh sát FBI và tên tội phạm để trả thù nhau. Và luồn sâu được vào hàng ổ, ngăn chặn hoạt động chống phá của đối phương mà đã tiến hành phẫu thuật tráo đổi khuôn mặt cho nhau. Cảnh phim được chế là meme nằm trong phân đoạn khi cảnh sát FBI Sid Archer trong lốt tên tội phạm Carlton Troy đang xâm nhập vào đường dây tội phạm của hắn. Khi ấy, anh đã bị uống rượu pha chất kích thích và không thể tự chủ được mình, cũng như cố tỏ ra bình thản, bất cần dù nội tâm đau khổ vì đang bị nhắc đến nỗi đau mất con. Có bạn nào đã từng xem phim này chưa nhỉ? Và những bạn nào mà chưa biết meme này từ đâu mà ra thì bây giờ đã biết rồi nhé! Meme Best Cry Ever. Không còn lạ gì với hình ảnh một người đàn ông trung niên da màu vuốt mặt rồi bật khóc nức nở, thường được cư dân mạng chế là meme, thậm chí còn được xuất hiện trong bộ gif của Facebook nữa. Người ta thường dùng meme này trong những khoảnh khắc đau buồn, giết một điều gì đó một cách hài hước. Người đàn ông trong đoạn meme này chính là vận động viên quyền Anh nghiệp dư xuất sắc Rocky Lockrider và từng giành nhiều lần vô địch tại các giải đấu lớn trên thế giới. Vào hai thập kỷ cuối đời, Lockrider gặp một số vấn đề về nghiện ma túy khiến ông trở thành người vô gia cư và bị đột quỵ khiến cơ thể yếu ớt tới mức phải đi với một cây gậy. Bằng sự giúp đỡ của chương trình can thiệp A&E, tại đây thì ông được sự trợ giúp của chương trình cùng con trai của mình cứu sống cuộc đời. Sự xuất hiện của ông trong chương trình này đáng nhớ nhất chính là giây phút con trai ông, Lamarck nói: "And still I am here because I know somewhere deep down in my heart I still love you." Vì con biết tận sâu trong trái tim này, con vẫn còn yêu ba. Điều đó đã khiến cho Rocky Lockrider xúc động vô cùng và khóc rất to, từ đó tạo nên meme nổi tiếng nhất thế giới, Best Cry Ever. Thế nhưng đáng buồn là ông đã qua đời vào năm ngoái ở tuổi 60 do viêm phổi và hàng loạt cơn đột quỵ. Thế nhưng đoạn meme này vẫn được lan truyền rộng rãi kể cả sau khi ông ra đi. Meme Thung Lai. Thung Lai có lẽ là một trong những meme nổi tiếng được biết đến nhiều nhất trong số các loại meme được lưu truyền trên mạng xã hội. Meme này được sử dụng kèm thêm một đoạn nhạc với bài hát The Next Spider của Snoop Dogg. Meme này được sử dụng khi các nhân vật được nhắc đến thực hiện một hành động ngầu lòi, không tưởng, bất cần và thượng đẳng với những kỹ năng thượng thừa hơn bình thường. Và đi kèm với đó là một chiếc kính râm, một điếu thuốc lá, có thể là một chiếc vòng cổ của chữ Thung Lai màu đen hiện ra. Thung Lai là từ viết tắt của cụm Jehezugi, Little Infant, Fuck Everybody. Được hiểu nôm na là sự cam kết mà bạn đem tới cho những đứa trẻ khiến chúng hận thù mọi người. Ngoài ra, nó còn từng được dùng cho nạn phân biệt chủng tộc với người da màu, khiến họ vùng lên chống trả và đòi quyền lợi, thoát khỏi sự chèn ép ở thế kỷ 20. Ngày nay, thuật ngữ này chỉ những người có lối sống bạo lực, vô phép tắc, bất cần và xa đọa, thách thức với cuộc đời, hoặc cũng có thể chỉ những người có kỹ năng thượng thừa, đẳng cấp và may mắn trong những tình huống nguy cấp. Oh my god, wow! Oh my god, wow! Meme này ghi lại cảnh một người đàn ông da màu thể hiện cảm xúc một cách hơi thái quá, biết ơn và cảm tạ Chúa Trời đã ban phước. Meme thường được sử dụng trong những hành động vượt ngoài sức mong đợi hay những hành động cảm động đồng thời tạo ra sự hài hước trong đó. Bạn biết không, meme này thật ra là một cảnh trong bộ phim năm 2012 có tên là Argentogos, một bộ phim của đất nước Ghana. Trong phim, đoạn mà bạn vừa xem thật ra là phân cảnh một người phụ nữ đang mang thai nhưng cô ấy quá xấu hổ để nói với chồng mình. Người chồng cuối cùng cũng đã thuyết phục được cô ấy nói với anh ấy những tin tức mà cô ấy đang giấu anh. Sau đó thì cô ấy cho anh ấy biết cô ấy đang mang thai tháng thứ 3.
Anh ấy rất hạnh phúc, cảm ơn Chúa và cũng rất nhẹ nhõm khi biết tin vui này. Thật thú vị khi những đoạn phim thế này được sử dụng một cách đầy mới mẻ và thú vị trên mạng như thế các bạn nhỉ. Đảm bảo cứ đoạn video nào lồng meme này là phần kết thúc cũng cho chúng ta những trận cười không thể kiểm soát. Damn. Damn! Meme Damn có lẽ là meme yêu thích của những người thích cà khịa, chôn và chế giễu người khác. Bởi hãy nhìn biểu cảm của hai anh chàng da đen này mà xem, thể hiện sự ngỡ ngàng, sốc đến thái quá. Cùng với đó là đồng thanh hét chữ Damn kéo dài. Meme này được sử dụng rất thường xuyên sau những chuyện kiểu không thể nào tin nổi nó lại xảy ra, hoặc thường được chế sau những đoạn video mà các nhân vật làm những hành động quá lố đến mức sờn cả da gà. Đoạn meme này thật ra là một cảnh trong bộ phim Friday năm 1995, kể về một ngày thứ sáu với hàng loạt chuyện xảy ra với một anh chàng thất nghiệp cùng cậu bạn thân buôn ma túy của mình. Hai thanh niên này có câu cửa miệng là damn, khi gặp bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ bật ra chữ chửi thề này đầu tiên. Cảnh tượng được sử dụng trong meme là sau khi hai cậu chàng sửng sốt khi nhìn thấy một anh bạn của mình bị đấm thâm phù một bên mắt phải. Bộ phim ra mắt vào năm 1995. Khá là lâu rồi, thế nhưng meme của các diễn viên trong phim vẫn tiếp tục được lan tỏa một cách hài hước tới cả chục năm sau. Nick Young bối rối. Meme Nick Young bối rối đề cập đến một bức ảnh của cầu thủ bóng rổ chơi tại NBA với vẻ mặt bối rối cùng rất nhiều dấu chấm hỏi xung quanh đầu. Bức ảnh này thường được cư dân mạng sử dụng để biểu lộ cảm xúc khó hiểu, ngạc nhiên trên mạng xã hội. Nguồn gốc video này là vào năm 2014, YouTuber Cassie Athena đăng tải lên một tập của series mang tên Through the Land, ghi lại một ngày bình thường của Nick Young. Trong video này có cảnh Nick Young biểu hiện khuôn mặt bối rối hài hước khi bị mẹ anh kể chuyện và gọi anh là chú hề khi còn trẻ. Với vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên và bối rối, anh chàng vô cùng được yêu thích. Sau đó, một bức ảnh động đã được tạo thành từ đoạn trích này và lưu hành trên mạng xã hội. Thậm chí trong một giải đấu bóng rổ, Nick Young còn được người hâm mộ rước điện thoại cho xem hình ảnh meme này. Anh chàng đã tỏ ra vô cùng thích thú và cười vui vẻ khi nhìn thấy hình ảnh này đấy. Kevin Hart. Kevin Hart là một nghệ sĩ hài độc thoại, một diễn viên và là người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ. Hình ảnh Kevin đang hốt hoảng đến mức thất thần đứng hình đã đi vào lịch sử của dân mạng và thường xuyên xuất hiện trong các video hài hước hoặc bình luận trên Facebook. Và cũng từ đó mà anh trở thành một trong những biểu tượng meme trên mạng xã hội. Biểu cảm hốt hoảng thất thần của anh trong đoạn meme này cũng là cảnh được cắt ra từ đoạn video diễn hài độc thoại của anh trên sân khấu. Tin mình đi, bạn có thể lên YouTube và xem một vài video hài của anh chàng này. Đảm bảo bạn sẽ cười xỉu vì lời nói hài hước lẫn những biểu cảm siêu linh hoạt trên gương mặt của nam diễn viên hài này đấy. Ron Seal. Chắc hẳn các bạn đã từng dùng hoặc ít nhất là nhìn thấy meme này một lần rồi đúng không nào? Nó được sử dụng rộng rãi đến thế cơ mà. Trong meme này, một người đàn ông da màu đã gõ tay lên trán thể hiện nghĩ ra điều gì đó, cùng với đó là gương mặt tự mãn, đắc chí khi tìm được cách giải quyết vấn đề của mình. Người đàn ông trong đoạn meme này tên là Refsy Simon, còn được gọi là Ron Seal, là một diễn viên, là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Hood Documentary, nhại lại các vấn đề văn hóa đô thị. Meme này thường được sử dụng sau những pha xử lý bá đạo, thông minh hoặc thậm chí là cồng kềnh quá mức bình thường. Cũng có thể sử dụng để thể hiện sự tự đắc, kiêu ngạo khi nhân vật tạo ra một thành quả gì đó. Quá là hợp lý luôn đấy chứ. Bạn có biết tất cả về những meme này chưa nhỉ? Bạn thấy ấn tượng và thích thú với meme nào nhất? Bạn có bất ngờ về nguồn gốc ra đời của những meme này hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn các bạn vì đã xem video ngày hôm nay của chúng mình. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy ấn like, share và cũng đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất vào lúc 17h30 và 11h các ngày trong tuần nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!